Tuyển tập chuyện cười Việt Nam vô đối phần 1 Nước tôi có đầy Trên một chuyến máy bay, phi công thông báo phải bỏ tất cả các vật không cần thiết vì máy bay quá tải Trước tiên, một người Mỹ thả một vali xuống Anh người Nhật hỏi Trong đó có cái gì? Anh Mỹ trả lời Đồ là đó, nước tôi có đầy Tiếp theo, anh Nhật thả một cái bao xuống Anh Mỹ hỏi Trong đó có cái gì? Anh Nhật trả lời kim cương đó nước tôi có đầy anh người việt nam thấy thế sẵn chân đám hai anh mỹ và nhật xuống khỏi máy bay anh người iraq hỏi tại sao anh nam trả lời mấy thằng bà sạo đó nước tôi có đầy chuẩn ai đáng sợ nhất có một cuộc thi hù dọa với yêu cầu ai làm cho khán giả sợ nhất là thắng có ba người một nhật một mỹ một việt nam tham gia người nhật bước lên rồi bất ngờ rút dao mổ bụng mình lôi ra bộ lòng một số người sợ đến ngất xỉu người mỹ lấy súng trường bắn nát đầu mình óc văng tung tóe một số người ngất xỉu nữa đến người việt nam hai ông việt nam đi dép tổ ong vác một quả bom ra sân khấu ngồi cưa tất cả khán giả ướt hết quần đàn ông việt nam nam tính nhất thế giới cực hài một ngày đẹp trời, ba người đàn ông đại diện cho ba châu lục họp nhau lại, quyết định mở cuộc thi xem ai là người đàn ông nhất hành tinh. Muốn thế, mỗi người phải đi qua ba cái phòng. Phòng một có một nghìn lít rượu, phòng hai có một con hổ hung dữ, phòng ba có một cô gái trẻ, đẹp, xinh, dễ thương, đáng yêu. Ai muốn giật giải phải uống hết một nghìn lít rượu, đánh chết con sư tử, và phải ý ý một lần với cô gái. Mỹ tự hào với sức khỏe vô địch, lao vào phòng con hổ trước. Hai ngày, ba đêm sau, người ta khuôn xác anh vứt ra ngoài. Pháp tự hào với sự lãng mạn và quyến rũ vào phòng cô gái trẻ trước. Được 231 lần thì người ta khuôn xác vứt ra ngoài. Còn mỗi bố Việt Nam chặt lưỡi. Thôi, làm phát rượu đã, tính gì tính sau. Uống hết 1.000 lít rượu, bố lào đảo sang phòng con hổ. Con hổ gầm rú, gào thét kinh hoàng suốt một ngày. Sáng hôm sau, người ta mang xác con hổ vứt ra ngoài. Bấy giờ, bố Việt Nam lảo đảo bước ra, lè nhè. Xảy quá! Có ai chỉ cho tôi biết phòng con hổ ở đâu không? <laughs>